Tập 4. Chờ cô hết hạn hợp đồng với Qua Nhan thì ký hợp đồng với tôi nha. Sao vậy? Hạ Cẩm Hề. Sếp Phó, trùng hợp ghê. Sếp Cố, không trùng hợp gì đâu. Tôi cố tình tới đây học tập Qua Nhan. Chúc mừng anh, sản phẩm mới rất thành công. Cảm ơn nha. Bà nội kêu chúng ta về ăn cơm, đi thôi. Sớm vậy sao? Tôi không ăn canh gà nữa đâu. Về nhà đi. Sếp Cố. Ngại quá. Tôi với Cẩm Hề vẫn còn chuyện chưa nói xong. Nếu là chuyện ký hợp đồng thì không cần phải nói nữa đâu. Hạ Cẩm Hề đã ký hợp đồng với Qua Nhan trước rồi. Sếp Cố yên tâm. Về chuyện này chúng tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi sẽ không ép người khác vi phạm hợp đồng. Chẳng qua là với tiền đề không vi phạm bí mật thương mại, tôi muốn mời Cẩm Hề làm cố vấn tuyên truyền cho tôi. Chuyện này có lẽ không có vấn đề gì chứ. Được. Nói chuyện đi. Tôi ở đây chờ cô. Tôi ngồi chờ bạn gái của tôi về nhà. Đừng nói là sếp Phó cũng muốn quản nha. Anh Phó, chuyện khác không khác thì chúng ta nói tiếp nha. Hôm nay tôi còn có chút chuyện. Được rồi. Đi thôi, nói chuyện tiếp đi. Không nói nữa, không nói nữa. Về nhà thôi. Đi. Tạm biệt anh Phó nha. Tôi nhớ tôi từng nói với cô rồi. Nói gì? Trong thời hạn hợp đồng với tôi, không được có quan hệ quá thân mật với người đàn ông khác, cô không nghe sao? Thân mật chỗ nào đâu? Bọn tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Cô nghĩ cô tình cờ, nhưng còn người khác thì chưa chắc. Anh nói như vậy là sao đây? Không lẽ anh đang nghi Phó? Sếp Phó, anh cũng đánh giá cao tôi quá rồi. Tôi... Anh ấy là sếp của một công ty thương hiệu. Sao có thể cố ý tiếp cận tôi? Sao cố ý tới gặp tôi làm gì? Xin anh đó bất nghĩ linh tinh cả ngày đi. Làm nhiều chuyện nghiêm chỉnh hơn đi. Đừng có như vậy nữa. Tôi muốn tốt cho cô thôi mà. Cảm ơn anh nha sếp Cố. Còn một chuyện tôi muốn hỏi cô. Hồ sơ của cô không ghi cô giỏi trang điểm. Cô cũng không nói là cô đang làm streamer. Nhưng mà hôm nay tôi thấy tay nghề trang điểm của cô, với cách nghĩ của cô, tuyệt đối là người chuyên nghiệp, là người từng trải. Sao hồ sơ của cô không khớp với bản thân cô gì hết vậy? Cố Tây Thành thông minh như vậy, cô tuyệt đối đừng để cho anh ta phát hiện nha. Nếu như anh ta phát hiện ra hai chị em chúng ta liên thủ lừa anh ta thì chúng ta không có được gì hết. Mẹ cũng không còn hy vọng nữa đâu. Hạ Cẩm Hề, trả lời tôi đi. Tôi chẳng qua là người nhà tôi cảm thấy đây không phải là công việc đàng hoàng, cho nên tôi không ghi vào. Điều đó cũng bình thường thôi mà. Vậy sao? Vậy cô nghĩ sao đây? Đương nhiên là tôi không nghĩ cái gì rồi. Tôi rất là thích công việc có thể đem lại điều tốt đẹp cho người khác. Nếu không thì tôi cũng đâu chăm chỉ làm việc như vậy đâu. Có đúng không? Tôi kêu Tư Đồ chuẩn bị chút thuốc bổ cho bà. Chút nữa về tới nhà cô tặng bà nha. Được. Nhưng mà anh là muốn giúp tôi tạo ấn tượng tốt trước mặt của bà nội, hay là anh thực sự quan tâm bà? Tôi muốn tốt cho cô thôi. Vì tôi. Không thì sao? Cô muốn bà của tôi tiếp tục hầm canh cho cô uống sao? Không không, đừng nha. Không cần canh gà đâu, có độc đó.
Cái này thì sao? Cái này đẹp đó. Trả lời chính xác. Bà nội, bọn cháu đã về rồi. Nào nào, mau qua đây, mau qua đây. Qua đây nói chuyện với bà đi. Bà nội, đây là đồ ngon mà Tây Thành chuẩn bị cho bà nội đó. Anh ấy nói gần đây bà vất vả vì bọn cháu, cho nên muốn bà tẩm bổ, chăm sóc sức khỏe thôi. Nó thật sự muốn bà tẩm bổ, hay là muốn kêu bà đừng có lo những chuyện không đâu nữa đây? Canh gà ăn có ngon không? Bà ơi, bà đừng có hầm canh gà cho cháu nữa. Bà nội, bà không cần phải lo chuyện của bọn cháu nữa đâu. Cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Bọn cháu đi thôi. Thành công rồi, vẫn là bà lợi hại. Bà đối tốt với mình như vậy, trong khi mình lại lừa bà, như vậy có được hay không? Đẹp trai không? Ai thèm nhìn anh? Cố Tây Thành, định làm gì? Tôi đói bụng. Đói thì ăn cái này sao? Còn nhìn tôi nữa, tôi thu phí đó. Trả trước 100 tệ nha. Tối qua ăn chưa no sao? Nhanh vậy đã đói rồi. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi ăn nhiều lắm và cũng rất thích ăn. Nhưng không phải bữa tối là do dì Mai làm sao? Cho nên tôi cũng sợ. Sợ bỏ thuốc hả? Bà nội chắc chắn không dùng một cách tới hai lần đâu. Cũng không phải. Trước đây tôi là một streamer bận quá, nên thường không chú ý ăn uống. Cho nên bữa chính của một ngày đều là một chén mì vào buổi tối thôi. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa thôi sao? Cô có cần bận như vậy không? Tôi nghe nói gia sản trong tay của cô đâu có ít. Đó là hạ... Chẳng qua là trước đây là do tôi tiêu xài quan phí thôi. Tiền trong tay của tôi đều đi mua hàng xa xỉ hết. Túi xách, rồi giày dép gì đó.
Ăn đi. Anh không ăn cùng với tôi sao? Tôi không bao giờ ăn đêm. Vậy thì sao tự nhiên làm hai chén? Anh vẫn luôn như vậy sao? Cái gì? Số chẵn đó. Tất cả đồ đạc của anh, từ giá sách, tủ đầu giường, đồ dùng vệ sinh, cả sách cũng đều giống hệt như nhau. Cái nào cũng có cặp có đôi hết. Đồ văn phòng cũng không cần nói. Lần đầu tiên tôi tới phỏng vấn, đã phát hiện tất cả đồ vật trên bàn làm việc của anh đều có hai cái giống hệt như nhau. Cố Tề Thành, anh như vậy gọi là bệnh nghiện số chẵn. Đúng, số chẵn. Sao anh lại có một sở thích kỳ lạ như vậy chứ? Có gì mà kỳ lạ? Chỉ là tôi thích đồ vật có đôi cạnh nhau được không? Không có cảm giác lẻ loi thôi. Tôi ghét tất cả những thứ lẻ loi trơ trọi trên thế giới này. Nhưng ở trên thế giới này đâu có đồ vật nào giống nhau hoàn toàn đâu. Nhưng tôi có thể cố hết sức khiến chúng hoàn toàn giống nhau trong khả năng của tôi. Nhưng mà đó là do con người tạo ra mà. Cố Tề Thành, anh bị rối loạn cưỡng chế hả? Chuyện này hình như đâu có liên quan gì tới cô. Anh đừng có hiểu lầm nha. Tôi chẳng qua chỉ muốn giúp anh thôi. Cô Hạ, tôi mong cô hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta. Tuân thủ hợp đồng chúng ta đã ký với nhau. Tôi không cần cô soi mói cuộc sống của tôi. Càng không cần cô phân tích cuộc sống của tôi. Sếp Cố, tôi không phải. Nè, anh. Đây, uống. Uống đi. Rót rượu. Alo, hề hề. Cứu tớ, cứu tớ với. Cứu tớ. An An, cậu đang ở đâu? Sao ồn ào quá vậy? Tớ đang ở quán bar. Bây giờ tớ gửi định vị cho cậu nha. Cậu mau tới đón tớ đi. Nhanh lên. Cô không được gọi điện. Cô mau uống đi, uống nhanh lên. Tôi đâu có nói là không uống với anh đâu. Cô uống không nổi nữa phải không? Tôi đâu nói là không uống với anh đâu. Bây giờ tôi uống. Nè, cạn đi. An An này thiệt là. Thôi bỏ đi, hôm nay không gây chuyện với anh ta. Mình đi cứu An An trước. Người đâu rồi? Đừng nói trễ vậy rồi còn ra ngoài nha. An An, đâu được không biết. Anh không được, anh không lợi hại bằng tôi. Uống, An An, uống cho tôi. Tư đồ sốc tôi uống rượu. Alo, tư đồ, cậu đang ở đâu? Trà giúp tôi. Uống thành bộ dạng gì rồi, mau về nhà với tớ.
Hề hề, cậu tới rồi sao? Đi đi đi, nhanh lên, đi thôi. Đi. Phải không vậy? Nè nè, cô không được đi đâu. Cô vẫn chưa gọi bố mà. Ai muốn đi chứ? Tôi uống tiếp với anh nè. An An, Hà Cẩm Hề, không ngờ gặp cô ở đây đó. Xin lỗi nha, anh nhận nhầm người rồi. Sao nhầm được chứ, cô coi đó. Cô coi, đôi giày cao gót này của cô là đôi tôi tặng đó. Làm sao mà tôi nhầm lẫn được chứ? Tôi tặng nhiều quà cho cô chưa từng uống rượu với tôi. Đúng lúc gặp mặt, chúng ta uống một ly đi, có được không? Đi thôi, mẹ buông ra. Anh coi chừng tôi báo cảnh sát đó. Cô chọn ai chứ? Đừng có mà không biết điều. Đi. Cố Tây Thịnh, tôi... Có đụng vào cô không? Có bị thương ở đâu không? Cố Tây Thành, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tới đây. Đứng yên ở đây đó. Đau, đau quá, buông ra. Đau. Người phụ nữ của tôi, anh dám động vào sao? Cố Tây Thành, coi chừng đó. An An, cô uống không thắng tôi, phải gọi tôi là bố. Từ đồ sốc, anh anh coi bộ dạng của anh bây giờ kìa. Anh còn ngồi xe lăn luôn rồi. Anh phải kêu tôi bằng bố mới đúng. Kêu bố đi. Anh khinh tôi. Anh không phục đúng không? Anh nhìn tôi đi. Nhìn tôi đi. Cô đừng có động vào tôi. Tôi có thể đưa anh bay tới vùng ngoại ô. Tôi có thể đưa anh bay lên. Bay lên. Cô có tin tôi mắc ói hay không? Để tôi đưa anh bay. Anh chỉ biết ói thôi sao? Anh tưởng tôi không biết hả? An An, An An, cậu say rồi. Tôi đưa cậu về nha. Hề hề, tớ không sao. Nè Tư Đồ. Tư Đồ. Anh, tôi tới rồi. Anh tới rồi. Tôi không sợ cô đâu. Tôi cũng có Hề Hề. Tôi cũng không sợ anh đâu. Tôi kêu xe riêng đưa họ về. Được. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Người lúc nãy trong ba, cô quen sao? Tôi không quen. Anh ta nhận nhầm người đó. Tôi không có quan hệ gì với anh ta hết. Tôi đang nói thật với anh mà. Anh đừng có giận được không? Tôi thật sự không cố ý ra ngoài trễ như vậy đâu. Nhưng tôi từng nói với cô, điều nên làm, điều không nên làm. Trong thời gian hợp đồng rồi mà. Thôi bỏ đi, về nhà, đừng quấy rầy bà nội. Sao vậy? Anh lái xe trước đi, tôi qua liền.
Cố Tây Thành, anh không muốn đi chân đất về nhà thì ngoan ngoãn đi. Nhưng con chạy của tôi không cần nữa, người không sao là được rồi. Vậy khác tôi mua cho cô. Phiền phức thiệt đó. Đây là đâu? Này cô gái, bạn cô kêu tôi đưa hai người về nhà. Về nhà? Tôi không về nhà, ai muốn về đâu. Cô còn phải uống với tôi nữa đó. Được rồi. Được thôi, hôm nay không ai được về hết. Bác Tài, tới nhà của tôi. Tinh Công Quán, tòa C. Uống tiếp. Được thôi. Ngốc quá. Đi chân đi. Tôi dán băng keo cá nhân vào là được rồi. Vết thương cũ chưa lành thêm vết thương mới, như vậy sẽ không bao giờ khỏi được đâu. Vậy thì để tự tôi, đừng cứ động. Cô dụng về như vậy chỉ ảnh hưởng tới tôi mà thôi. Đau không? Chịu đựng giỏi thiệt đó. Cái gì? Tôi nói là cô đừng có làm phiền tôi. Chịu đựng chút đi, sắp xong rồi. Không sao đâu, tôi chịu đựng được mà. Biểu cảm của cô là sao đây? Đâu có. Chỉ là không ngờ anh cũng biết cười đó. Còn biết nói giỡn như vậy, xem ra là không có sao. Xong rồi. Cảm ơn sếp cố. Tôi nói bao lần rồi, ở nhà thì đừng không gọi sếp cố, mà phải gọi là Tây Thành. Nhớ là tốt. Sau này cô ngủ trên giường, tôi ngủ sofa. Tôi muốn đi ngủ. Anh dậy đi. Ôi trời ơi. Nè, lại lần nữa. Lần nữa đi. Hôm nay chị đây không liều mạng với anh thì tôi mang họ của anh đó. Anh mau dậy cho tôi. Không ngủ đúng không? Hôm nay thi thức đêm. Nếu cô không sợ hói đầu thì thi thức đêm với tôi, để coi ai thắng ai thua. Hói? Anh kêu tôi hói? Tôi... Được.
Hôm nay cho dù là tôi bị hói đầu, tôi cũng phải liều cho anh tới cùng, cho anh chết luôn. Nào, thi thì thi. Nếu cô không đấu lại thì cô nhận thua đi. Chơi tôi là bố. Nằm mơ đi. Anh ngủ rồi, anh thua rồi. Kêu tôi bằng bố đi. Quỷ, xuống đi. Sao anh ở nhà của tôi? Sao tôi biết được chứ? Nè, uống. Tôi sẽ đưa anh bay. Cô có tin tôi mắc ói không? Tới nhà tôi đi, rồi uống tiếp. Tôi phải liều cho anh tới cùng, cho anh chết luôn. Thi thì thi. Tôi bị cô làm nhục rồi. Tôi không còn trong sạch nữa. Cái gì mà không còn trong sạch? Im đi. Anh, sao anh, sao anh cởi hết ra như vậy chứ? Sao lại như vậy? Không sao, tôi đồ sốc. Chắc chắn chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ ngủ một giấc thôi, chưa có chuyện gì hết. Thủ thân như ngọc hai mươi mấy năm, rốt cuộc thì rốt cuộc tối qua có chuyện gì vậy? Sao mình không nhớ gì hết? Sao ngay cả anh ta mình cũng ra tay được chứ? Tối hôm qua chúng ta không có chuyện gì xảy ra hết, anh nhớ đó. Đương nhiên chưa xảy ra chuyện gì rồi. Tôi biết cô ham muốn vẻ đẹp của tôi. Đêm qua coi như là lời cho cô rồi đó. Tôi được. Từ bây giờ kết thúc cá cược. Sau này tôi gặp anh lần nào là đánh anh lần đó. Còn không mau cút đi. Cà vạt. Biến. Mau biến đi. Vậy tiếp theo, chuyện phục trang của người mẫu phải nhờ cô rồi. Phải tập trung thể hiện cho rõ điểm đặc sắc và ưu thế của thương hiệu chúng tôi. Lượng tiêu thụ của Nguyệt Quế Chi Qua quý trước đã gần bằng với Qua Nhan. Lần này chúng ta nhất định phải đánh bại Cố Tây Thành triệt để. Không vấn đề gì, Bác Nhã.
Chúng ta hợp tác bao lần rồi, anh cứ yên tâm. Được. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Phải rồi. Đôi giày này anh cứ giữ lấy. Đôi giày này là mẫu năm nay tôi mới thiết kế, chất liệu đặc biệt, tuyệt đối không bị cọ vào chân. Đẹp thì đẹp đó, nhưng cô tặng tôi thì cũng vô ích thôi. Cô cũng biết tôi độc thân bao nhiêu năm rồi mà. Không sao đâu, anh có thể tặng nó cho người con gái anh thích. Không chừng cô ấy đi đôi giày này xong lại từ từ bước về phía anh. Dì Mai, cô Cẩm Hề, cô có hàng chuyển phát nhanh. Cảm ơn dì, đừng khách sáo. Hàng chuyển phát nhanh. Đây là giày pha lê khách hàng thiết kế công phu, tuyệt đối sẽ không bị cọ vào chân đâu. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, tặng cô là hợp nhất. Mong là cô thích nó. Phó Bác Nhã. Cái gì đây? Anh ta có lòng quá. Có lẽ là lần trước anh ấy thấy tôi đi giày cao gót bị cọ vào chân cho nên. Nè, Cố Tây Thành, anh chờ đã. Đều là chuẩn bị cho cô đó. Tối hôm đó tôi đã nói rồi, sau này tôi sẽ mua cho cô tất cả giày của cô. Như vậy thì nhiều quá rồi. Anh làm gì vậy? Đừng cử động. Sau này cô không cần phải đi giày cao gót, cũng không cần làm chuyện mình không thích nữa. Giày rất đẹp, nhưng tôi không thể nhận được. Nó đã được gửi về chỗ cũ. Cảm ơn ý tốt của anh. Hợp đồng quảng cáo online đã xong. Đừng quên tới công ty lấy sản phẩm nha. Không biết cô ấy lấy sản phẩm chưa. Không nghe nói gì hết. Lấy được đồ chưa? Không được. Hình như nhiệt tình quá.
làm việc cho tốt. Nếu có vấn đề gì, hủy bỏ tư cách quảng cáo bất cứ lúc nào. Dạ, sếp cố. Sẽ không làm anh thất vọng đâu. Anh cười cái gì? Từ Đồ Sốc, lúc nào thì cậu mới học được cách gõ cửa? Em chỉ tới báo tin thôi. Ngài Lipman đã liên hệ với em rồi. Ngày kia ông ấy sẽ cùng vợ tới Trung Quốc. Tạm biệt nha. Cẩm Hề, trùng hợp vậy, cô đi đâu? Anh Phó, sao anh lại ở đây? Tôi chuẩn bị về nhà. Đúng lúc, tôi cũng có việc cần đây. Lên xe tôi đi, tôi đưa cô về. Lần này không cần phiền tới anh đâu, xe sắp tới rồi. Cô đừng khách sáo với tôi. Cô coi đó, cô xách đồ nặng như vậy chen chúc trên xe buýt, lỡ như bị thương thì sao? Đây, đưa cho tôi. Cảm ơn anh nha. Đừng khách khí. Đi thôi. Đây, chậm thôi. Hèn gì cô trả lại giày cho tôi. Thì ra bây giờ cô đã chuyển sang đi giày thể thao. Tôi tính sai rồi. Tôi thực sự không ngờ anh lại tặng cho tôi giày cao gót. Nhưng mà bây giờ thực sự là tôi đã không cần nữa rồi. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh nha. Chút nữa cô rảnh không? Hay là tìm chỗ nào đó đi dạo một chút đi. Trời đẹp như vậy mà. Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Tìm tôi? Có chuyện gì vậy? Chút nữa thì cô sẽ biết. Hồi nhỏ học vẽ, tôi thích tới đây vẽ chật thực nhất. Lúc đó vì học vẽ, quen biết rất nhiều bạn bè thú vị. Tiếc là sau này tôi ra nước ngoài rồi, thì tất cả bạn học cũng đều dần mất liên lạc. Vậy sao? Nếu không phải hoàn cảnh hiện tại của tôi đặc biệt, thì chúng ta có thể dùng thân phận bạn cũ để nói chuyện cũ với nhau rồi. Sau khi tôi về nước, vẫn luôn làm đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ của châu Á. Tôi biết. Lần trước anh nói thân phận của anh với tôi xong, tôi về ra thì mới biết tên tiếng Trung Nguyệt Quế Chi Qua của thương hiệu cũng là anh đặt. Giỏi thiệt đó. Cô hiểu rõ thương hiệu của chúng tôi ghê. Nếu có thể hợp tác với cô thì tốt. Đúng là tôi luôn tới trễ một bước. Nếu sếp Phó tán thưởng năng lực của tôi, sau này tìm tôi cũng được mà. Cái tôi nói không chỉ là hợp đồng. Không sao. Dù sao sau này vẫn còn cơ hội. Chúng ta còn nhiều thời gian. Cô Trừng. Sao vậy? Không sao. Chắc tôi nhìn nhầm thôi. Chúng ta đi.
coi chừng đó. Mau xem tranh của cậu đi. Nhan Hề, lúc nãy cậu bị ướt hết rồi, đừng để bị cảm. Không sao đâu, mau xem tranh của cậu đi. Tiếc thiệt đó. Không sao đâu, dù sao thì cũng chỉ là bức tranh bài tập thôi. Sau này chắc chắn có thể vẽ được bức đẹp hơn. Lúc nãy cậu sốt sắng như vậy còn trắng nước cho mình. Cảm ơn cậu nha. Bạn bè mà, cần gì khách sáo chứ. Nhan Hề, đúng là cậu thật rồi. Sao người làm hại Nam Cung lại là cậu? Rốt cuộc tớ phải làm sao mới không làm cho mọi người bị tổn thương đây?